Bạn là ai? Mình là Trứng Nôn. Bạn có biết mình ở đâu không? Mình thấy chỗ này quen quen nhưng mà không nhớ rõ lắm. Sao bạn cứ vừa nói chuyện vừa nôn, thật là bất lịch sự. Bạn vừa mẹ kìa, bạn bất lịch sự mà. Cậu bắt trước mình trước. Cậu bắt trước mình thì có, vừa bảo mình bất lịch sự mà. Đấy, cậu lại bắt trước mình rồi. Rõ ràng mình là người nghĩ về ý tưởng trước. Đồ bắt trước. Em đang ở hành tinh đồ chơi Toy Planet. Chào tất cả các em thân yêu. Là anh tóc xanh, anh bốn mắt đây. Yeah, hai anh đã trở lại với kênh hành tinh đồ chơi đây. Ngày hôm nay các anh đã mang đến rất nhiều đồ chơi Gudetama nha. Vừa có trứng lười, vừa có trứng siêu biến thái. Yeah. Đây là trứng biến thái nhà Slam của chúng ta. Anh còn mua thêm một chai Slam nữa. Anh thích cái màu này nên anh đã mua màu này. Đây là Y trứng lười. Bóp ừ, thích quá. Yeah. Em ơi, hộp trứng biến thái này anh mua với giá là 25.000. Rồi, có một cái hộp rất là đẹp. Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt quan trọng ấy là anh có một số lưu ý khi các em mua trứng biến thái. Đó là nếu mà mình mua trứng biến thái mà các em đặt online qua mạng ấy, mình không được đến tận nơi xem ấy, các em phải rất chú ý và cẩn thận. Các em nên nói người ta là cho xem ảnh chụp thực tế nhá, chứ đừng xem ảnh mà người ta đăng lên, bởi vì đó là ảnh trên mạng. Và chiều hôm nay khi mà anh đi mua trứng biến thái này thì anh đã đi qua một cửa hàng mà họ đăng lên trên mạng là ảnh khác, nhưng mà khi anh đến nơi thì họ bán trứng biến thái chỉ bé tí tí thôi, ngón tay này chỉ bé như thế thôi mà giá vẫn tương đương. Còn trứng lười này nè, các em hỏi anh rất nhiều là mua ở đâu. Tất cả những cái loại trứng và đồ chơi Gudetama này anh mua, cái hộp này 25, hộp này 40.000, và anh đều mua ở shop An An. Shop An An thì có địa chỉ là số 92 Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội các em ạ. Chị chủ shop ấy, chị có rất nhiều đồ chơi Gudetama và chị bán đúng giá và đúng cả như trong hình nữa. Số điện thoại thì các em xem ở đây nha. Đây chính là số điện thoại của shop An An. À, Facebook của chị ấy thì đây, các em có thể vào liên lạc với Facebook của chị ấy nha. Ê, mình mở hộp ra xem có gì đi anh bố mắt ơi. Anh cũng mở đây. Wow, có một gói sơn la màu vàng. Trứng biến thái. Chúng mình thử chơi trứng biến thái nha. Đương nhiên là mình cũng sẽ dùng đến hộp salam này rồi. Hộp salam này anh mua 25k đấy. Tươi. Ồ, có mùi chanh. Salam có mùi chanh thơm hốt em ạ. Hút nha, hút nha. Anh sẽ thử hút nha. Đây, chúng mình sẽ chơi với sờ lam mà anh mua. Ủa. Đã không phải gọi. Ôi, thích quá. Xem ai hút được nhiều hơn nha. Đây chưa? Đưa lên mặt rồi. Nghe quá bạn ý đang ở. Chuyện ăn xong rồi còn chưa chuyển nét.
Nào, nôn nào. Cô thi lồng xong lại ăn lại. Nhâm nhâm nôn hình dây luôn này. Bạn bị bổ thuốc rồi. Slam này thì chơi không dính tay các em ạ. Nghe dính tay mà rất mát. Thì thơm nữa chứ. Ừ, thơm không? Ê, con em xấu tính. Chào mừng các em đến với cuộc thi nôn. Nội dung của cuộc thi nôn chính là hai chứng biến thái. Chứng biến thái nào nôn ra được sợi nôn dài hơn thì sẽ là chứng biến thái chiến thắng. 1, 2, 3. Đó sẽ là người nôn, vô địch nôn. Trời ơi. Con đừng chạm đất. Chạm đất nói làm gì? Chưa chắc nha. Rơi thì không cần tính. Điểm đến rơi đây. Đừng rơi. Không, để chơi chính thật là lúc còn lại một thời gian. Vui thôi. Lại chào mừng các em đến với phần thi thứ hai của hai chứng biến thái. Đó là cuộc thi ăn bãi nôn nhanh hơn. Để xem là chứng biến thái nào, hai ứng cử viên này, ứng cử viên nào sẽ ăn bãi nôn của mình nhanh hơn nhá. Nào, thi chuẩn bị bắt đầu, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3. Chính biến thái của anh ăn bãi nôn siêu khỏe. Bạn rất thích ăn bãi nôn. Vẹ, sắp xong rồi. Ôi, nó chưa ra gì nào mà. Một miếng nữa. Có một tí dính ở mép. Xong rồi. Em sẽ ăn bãi nôn giỏi đã. Vậy chưa ra, ăn xong. Thì ra anh muốn mắt là vô địch nôn dài, mà anh vẫn xem là vô địch ăn bãi nôn. Nôn biến thái quá em. Vậy là video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi các em ơi. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo của Udetama nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
Hành tinh đồ chơi Triplanet.